cái đảo đấy. Ở đây thì về cái nước sạch thì toàn luôn dùng nước giếng khoan với lại nước mưa thôi. Bây giờ có nhà máy có nước sạch thì gia đình tôi cũng rất phấn khởi, là nghĩa là được dùng cái nước sạch của nhà máy đã khử được tất cả các vi khuẩn. Thế gia đình tôi thì thế thì nước trong và sạch sẽ chịu, các cháu cũng rửa sẽ chịu. Trước khi được sử dụng cái nhà vệ sinh hiện đại và tiện nghi như thế này thì học sinh của nhà trường phải sử dụng cái nhà vệ sinh rất là kém. Đường đi từ phòng học ra đến nhà vệ sinh rất là xa, nó không đảm bảo vệ sinh. Và so với lại cái nhà vệ sinh cũ trước đây mà các cháu học sinh sử dụng thì có thể thấy là đây là một cái công trình nhà vệ sinh mà rất là hiện đại, tiện nghi. Các thầy cô giáo, các em học sinh và tất cả các bậc phụ huynh ở địa phương đều vô cùng là vui mừng, phấn khởi và xúc động. Trước cái năm 2013 là tỷ lệ cái hộ nhà vệ sinh chỉ đạt là dưới 60% thôi. Nhưng qua cái đợt triển khai dự án này đã đạt trên 70%. Hiện tại thì những cái bệnh mà mắc liên quan đến nước, ví dụ như đau mắt đỏ rồi tiêu chảy là đã được hạn chế rất là nhiều. Nước sạch đã về đến dân, cho dân chị chúng chị ở đây được dùng và rất là phấn khởi. Nước sạch một vài gia đình họ dùng tốt là họ sẽ dùng, tương lai là sẽ cả khu đây là sẽ dùng hết. Vâng, tôi sẽ động viên họ là sẽ dùng đi và sẽ cảm nhận được thiết bị vệ sinh của mình sẽ bền hơn nhiều và sức khỏe của cả gia đình sẽ tốt hơn.